có một sắc đẹp khiến cho hoa phải hổ thẹn và là sủng phi của Đường Minh Hoàng do Dương Y Bảo trình bày. Đường Minh Hoàng hay còn được gọi là Đường Huyền Tông là một vị vua đã tạo nên một nền tảng thống trị tột bậc cho triều đại này. Dương Quý Phi is played by Dạ Anh Thư. As the legend goes, when she stood beside the flowers, her beauty was so striking that the flowers were embarrassed and refused to bloom. Dương Quý Phi was the beloved consort of Đường Huyền Tông, played by Dương Y Bảo. He was credited with bringing his dynasty to the pinnacle of culture and power.